Xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật bất ngờ nhất của Hà Lùng TV. Hà Lùng được tổ chức làm đi đại đoàn phim luôn. Tèn. Sinh nhật ai vậy? Sinh nhật ai vậy mọi người? Thì cái bộ bây giờ đi về lấy quà của The Face Shop đây nè. Chứ còn sinh nhật này thì ăn uống gì quan trọng gì đâu. Bye bye mấy đứa, chị đi về trước nha. Không xuất đi qua đi mua. Cái gì? Kẹt xe, kẹt đồ. Em đi mua hả? Đúng rồi. Sao em không nói trước với chị là đi mua bánh kem trời. Em không biết. Tại vì chị không có thích bánh kem thì sinh nhật. Mà chị ủa sinh nhật phải có bánh kem chứ. Nếu mà chị biết là tụi em mua bánh kem thì chị đã lấy tiền. Chị muốn lấy tiền chứ mua bánh kem làm cái gì trời. Tự nhiên đó, thấy Hồ Bích Trâm hào hứng không? Sinh nhật Hồ Bích Trâm hả? Sinh nhật Hồ Bích Trâm hả? Em bán hàng, đạo diễn vô bình luận là em ơi, mặt anh em xấu. Ơi, xong không thấy nói gì, xong sau đó là inbox riêng à, và cuối cùng kết quả là bán cho anh một cái máy rửa mặt. Trời ơi, kinh vậy. Ghê thiệt. Quá mà rửa hàng đêm luôn á. Trời đất ơi. Xong rồi trưa nay mọi người biết vụ gì không? Ekip quay phim có cảnh mặt nạ, lấy mặt nạ đi đắp xong cuối cùng dị ứng một mặt luôn. Đó, mặt đỏ lờm hết luôn. À, sinh nhật của đạo diễn em không có gì hơn, chúc cho đạo diễn ngày càng to khỏe. Tự nhiên quên mất tiêu rồi ta. Ui, đạo diễn này sao sinh nhật mà để toàn vô không vậy? Ủa sao sinh nhật Cẩm Hà? Ủa sao sinh nhật Cẩm Hà? Xin chân thành cảm ơn mọi người, xin chân thành cảm ơn mọi người đã mừng sinh nhật cho tôi. Ủa, tôi có tổ sinh nhật đạo diễn sinh nhật Cẩm Hà. Ai có hộp quẹt không? Ai có hộp quẹt không? Ai có hộp quẹt không? Có hộp quẹt không? Trăm bị hớ rồi. Cái bà nội cameraman, bà đây nè. Chị ơi sinh nhật anh Tuân, sinh nhật anh Tuân. Trời ơi, chết tôi rồi. Anh đi ra đi, để em. Chưa cháy. Dạ. Có chuyện không? Mẹ bé nó sắp nhập quyền cái bánh kem cho mặt chị là chết luôn á. Em chúc lại. Dạ, nếu mà nói về đạo diễn Cẩm Hà thì mình sẽ có những cái câu chuyện. Mình có những câu chuyện để nói về đạo diễn Cẩm Hà. Chị đạo diễn Cẩm Hà là một người có vòng eo 103. Thì chị mới nhắn tin cho mình, cũng là thấy mình coi livestream, thấy livestream bán hàng. Cũng nhắn tin, em ơi, có cái đai gì có thể siết được cái bụng chị không? Mình cũng ầm ừ suy nghĩ và sau đó, à, bụng của chị thì có cái size mà gọi là XXL là cái size lớn nhất á, thì mới quấn được thôi. Nhưng mà tới nay cũng chưa có luôn cái đai đó luôn. Sinh nhật chị em sẽ tặng cho chị một cái đai gọi là quấn bụng, nha. Quấn được không? Cái bụng gì quấn được không? À, cái bụng này trời ơi, giống như bà chữa mấy tháng vậy nè trời. Cái này là chữa mỡ nha mọi người, chữa trâu. Ủa sinh nhật bà. Ê mày phun nước miếng vô vậy rồi lát sao ăn tưng. Nè mọi người ơi coi nó phun phun vô tùm lum hết trơn. Ôi ứa nó bay nè. Ôi tội nến lên rồi chúc mừng chị Cẩm Hà. Happy birthday Cẩm Hà. Đoàn phim mình tập trung lại ơi. Chỉ quay cho tôi đi, tôi tự quay nó một hồi nó ập cái bánh xuống đất á. Ủa sao không ai xuống rồi trơn á vậy? Tôi không tin là hôm nay tôi có sinh nhật luôn mọi người. Nó quá là bất ngờ rồi. Mọi người ơi. Happy birthday to you. Happy birthday. Không không không. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á, xúc động quá. Anh Hứa Minh Đạt ơi. Yeah. Trời ơi. Món quà đặc biệt nha, món quà đặc biệt nha. Món quà đặc biệt của nhà. Không có được tụ tập nữa mà bây giờ mọi người tụ tập tới đây chúc mừng sinh nhật mình chắc là pháo pháo pháo. Ê gì vậy? Đốt đốt chuyện vậy? Yeah. Sinh nhật chị đạo diễn Cẩm Hà. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của Cẩm Hà Official. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi, mời đến. Nói chung là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của chị ơi. Đây là sinh nhật mình có Hứa Minh Đạt ở đây. Đó. Ê chị. Ủa, trong khi đó có chị Trinh có Hồ Bích Trâm chúc mừng quá trời mà chị nói vậy trời ơi. Chị thấy không? Chị thấy chưa? Nói chung là mê trai là cái bụng không có bỏ được. Mình nguyện là kiếp sau là mình nếu nè. Mà có thì mình vẫn sẽ tiếp tục mê trai. Bé Hà mới có 3 tuổi hả? Nó tuột xuống nha, nói. Rồi, thổi nến. Đó mọi người nghe là cái xì tai này nó hơi sến á. Cầu nguyện thổi nến đi. Hết bụng.